Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, mình là Hùng Review và chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Ngày hôm nay thì đúng như tựa đề của video này, mình sẽ ra một cái video đánh giá nhìn lại về em iPad mini 6 sau mấy tháng sử dụng để xem là với em iPad mini 6 trong thời điểm hiện tại nó sẽ làm được những gì. Và thật sự với chiếc tablet này mức giá khoảng tầm 12-13 triệu, chúng ta có nên mua nó trong thời điểm hiện tại là không? Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào mà muốn mua iPad mini 6 với mức giá tốt nhất có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Sephonet thông qua đường link ở phần mô tả video này. Trước đây nó được bán với mức giá khoảng tầm 15 triệu nhưng mà hiện tại các bạn có thể mua nó với mức giá chỉ từ 12 cho đến là 13 triệu thôi. Đừng quên đợt này thì Sephonet sẽ có một cái chương trình giảm giá cực sốc. Và các bạn nào cần lắp ráp PC này, mua laptop, tablet để phục vụ cho cái việc học tập thì đừng quên ghé cửa hàng Sephonet nhé. Và Sephonet cũng sẽ có cái chuỗi là Campus Tour để có thể là giới thiệu những sản phẩm công nghệ dành cho những anh em học sinh sinh viên. Nên là bạn nào cần thì có thể tìm hiểu nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, sau mấy tháng sử dụng cái sản phẩm iPad mini 6 ấy, thì thực sự là với em iPad mini 6 này mình có khá là nhiều cảm xúc khi mà sử dụng. Mình sẽ nói về những cái điểm trừ trước khi mà chúng ta nói đến những cái điểm khác nhá. Điểm trừ đầu tiên của iPad mini 6 mà mình không thích đó là tần số quét màn hình. Em này chỉ có 60 Hz thôi, nên là việc mà khi mà mình trải nghiệm, mình dùng những cái sản phẩm như là iPhone 13 Pro này, mình dùng những sản phẩm điện thoại Android với tần số quét màn hình cao, và khi mà mình comeback mình sử dụng con iPad mini 6 thì mình cảm giác rằng nó lag. Và trước cái thời điểm mà iPad mini 6 ra mắt ấy, thì mình cũng mong rằng Apple sẽ ra mắt một con tablet mini mà có tần số quét màn hình cao. Nhưng mà không các bạn ạ, iPad mini 6 vẫn chỉ có 60 Hz. Và đây là cái điểm trừ mình không thích ở trên iPad mini 6. Cái điểm trừ thứ hai trên iPad mini 6 đó là nó không dành cho cái việc là chúng ta làm việc. Vì sao? Vì ấy, cái khả năng hỗ trợ của nó sẽ hơi kém. Nó không có cái bàn phím rời giống như là iPad dòng E hay là dòng Pro, nên là các bạn sẽ không thể nào mà gắn được một cái ốp, có thể là ốp cả bàn phím cả cái màn hình lại với nhau. Nó không làm việc ngon lành được giống như là những dòng iPad Pro hay là dòng E. Và trên con iPad này nó không có bất cứ một cái chấu tiếp xúc nào cả. Nếu có thì các bạn chỉ có thể là mua được những cái món phụ kiện bên ngoài, và cái khả năng tương thích của nó sẽ kém hơn so với những cái sản phẩm phụ kiện đến từ nhà Apple. Và một cái điểm nữa mình không thích trên cái sản phẩm iPad mini 6 phải nói luôn, đó là thời lượng pin của iPad mini 6 quá kém. Thật sự với các bạn luôn là thời lượng pin của những dòng iPad năm nay có cực kỳ nhiều vấn đề, nhất là trên những dòng iPad Pro hoặc iPad M1 thì tổng thời gian sử dụng pin của em nó chỉ rơi vào khoảng tầm là 3-4 tiếng với những iPad Pro hoặc là iPad M1 nhá. Còn với iPad mini 6 này thì nó khá hơn một xíu, và tổng thời gian sử dụng pin liên tục của em iPad mini 6 này khoảng tầm từ 4-5 tiếng nếu mà mình sử dụng nó với những tác vụ nặng hoặc là chơi game đó. Thế nên là cái trải nghiệm của mình thì mình thấy rằng là thực sự là hơi kém với cái phần pin đang có trên cái sản phẩm iPad mini 6 này. Nói thế thì nhiều bạn sẽ vào bảo rằng là Apple công bố là con này có thể là xem video được khoảng tầm 10 tiếng liên tục, hoặc là chạy những cái YouTube này nọ khoảng tầm 10 tiếng mà. Thế tại sao mà test thực tế được có khoảng tầm 4-5 tiếng? Thì trong cái điều kiện test, nếu các bạn chỉ xem YouTube thôi, nếu các bạn chỉ có thể là lướt Facebook hoặc trình chiếu thôi thì nó ăn rất ít pin, tại vì căn bản CPU cũng chẳng chạy mấy, rồi nó cũng không ăn quá nhiều điện. Trong khi nếu như các bạn chơi game, nếu như các bạn làm đồ họa nặng nặng, những cái ứng dụng mà trình chiếu nặng nặng thì con này nó sẽ liếm rất nhiều điện và nó sẽ đốt cực kỳ nhanh cái viên pin đang có trên cái sản phẩm iPad mini 6 này. Thế nên ấy, là về phần pin thì nó cũng không khiến cho mình hài lòng. Và cái điểm tiếp theo nữa mà các bạn mua iPad mini 6 chắc chắn cần phải lưu ý đó là phiên bản RAM và ROM. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì mình thấy đại đa số người dùng khi mà lựa chọn iPad mini 6 đều lựa chọn phiên bản thấp nhất là 64GB. Vì căn bản rằng là 64GB thì cũng gọi là giá rẻ nhất đúng không? Và tiếp cận được với đối tượng là người dùng mà có túi tiền không phải quá nhiều như là đại gia. Nên là với cái sản phẩm iPad mini 6 thì mình thấy rằng là nếu như các bạn mua phiên bản 64GB thì nó sẽ rất hạn chế. Và với chiếc máy của mình thì mình phải cân đo đong đếm, mình phải chất lọc rất nhiều thứ, một thiết bị để phục vụ cho cái nhu cầu là làm việc nhẹ nhàng, cộng với đó là chơi game giải trí, tải phim về, mà mình còn phải cân đeo đối xem là mình cần xóa game ứng dụng nào, cái nào sử dụng lâu rồi không nên dùng thì xóa. Đó, nên là thực sự với phiên bản 64GB chính là điều mà khiến cho mình rất đau đầu. Và mình khuyên anh em nếu mà có thật sự là có điều kiện nhé, thì nên lên 128 hoặc là nên lên 256, tại vì căn bản là iPad mini 6 thì không có 128, nên là nếu mà 128 thì chắc anh em mua iPad Pro. Đó, còn 256 thì với mức giá của iPad mini 6 nhé, nếu các bạn lựa chọn phiên bản gọi là 256 thì mức giá của nó sẽ rất là mặn.
cân đâu đó khoảng tầm 3-4 triệu so với phiên bản 64GB thì thực sự là hơi nhức đầu khi mà chúng ta lựa chọn những phiên bản như vậy. Rồi, đó là những cái điểm mà mình có thể chê được trên iPad mini 6. Vậy thì những cái điểm khen trên iPad mini 6 sau mấy tháng sử dụng thì con này có đáp ứng được nhu cầu của mình hay không? Thì câu trả lời là hoàn toàn có và đáp ứng cực kỳ tốt nhu cầu của mình. Đối với như mình ấy, mình chỉ cần một chiếc tablet có màn vừa đủ, có trải nghiệm sử dụng, cầm nắm tốt thì iPad mini 6 này nó đáp ứng được rất tốt. Màn hình 8,3 inch, độ phân giải là Retina và trên Full HD và dưới 2K một xíu. Trên con iPad mini 6 này thì mình thấy trải nghiệm sử dụng quá ok rồi. Kích thước màn hình của nó không phải là quá lớn như iPad Pro, nên là khi mà mình cầm máy để chơi stand-up, mình cầm máy để mà mình trải nghiệm game các kiểu ấy, thì có thể là sử dụng trải nghiệm rất là vô tư, thoải mái trên cái màn hình này. Còn với những dòng Pro ấy thì nó bị quá khổ và nó bị quá to, khiến cho mình trải nghiệm thì không được. Nó bị ngợp quá, nó bị to quá các bạn ạ. Và với kích thước của sản phẩm iPad mini 6 thì nó cũng chỉ to hoặc nặng gấp đôi một con điện thoại bình thường thôi, nên là nó quá nhỏ gọn để nhét vừa những cái túi đeo chéo mà mình hay đeo trước ngực. Còn với những con Pro 11 hoặc 12,9 inch thì nó quá to để mình có thể cồng, và nó rất cồng kềnh để mình mang đi mang lại. Nên là về kích thước thì nếu bạn nào mà cần sự nhỏ gọn, em iPad mini 6 này quá hợp lý luôn. Và với màn hình là 8,3 inch thì nó quá thoải mái, quá đủ để chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng. Đó, có thể dùng nó thay thế cho một con điện thoại luôn, chứ đừng nói là vướng víu hay là cấn gì. Đó. Và cái điểm tiếp theo nữa đó là con iPad mini 6 này hiệu năng của nó quá ngon. Nếu như các bạn đang lăn tăn giữa Apple M1 và Apple A15 thì đừng có cân nhắc làm gì, tại vì căn bản Apple A15 thôi là đủ rồi. Chơi game này, anh em đều có thể setting được ở mức rất là cao, gần như là cao nhất luôn. Giải trí, tất cả mọi tác vụ có chip Apple A15 này đều có thể đáp ứng được rất rất tốt cái nhu cầu của anh em. Nên anh em không cần phải lăn tăn bất cứ điều gì. PUBG Mobile, Liên Quân, P5, Genshin Impact đều rất là ngon. Và nếu các bạn nào chưa biết thì iPad mini 6 nó dùng CPU của Apple A15 5 nhân GPU trên iPhone 13 Pro Max. Nên là về cái phần trải nghiệm hiệu năng thì em này phải gọi là bá cháy bọ chét luôn. Và cộng thêm một cái yếu tố nữa là nó có một cái phần lưng nhôm rất là lớn, nên cái khả năng tản nhiệt của nó và tối ưu của nó thì mình đánh giá rằng còn tốt hơn cả 13 Pro Max. Bạn nào mà cần chơi game ngon ấy thì chỉ có thể là iPad mini 6. Và về cái phần là giải trí thì iPad mini 6 mình đánh giá bằng rất là ok luôn các bạn ạ. Mặc dù nó chỉ có loa kép thôi, nhưng mà loa kép của nó âm lượng cũng rất là lớn. Mình xem YouTube, mình chơi game, mà đặc biệt là những tựa game bắn súng, mình có thể định vị được bên phải, đúng là bên phải luôn, bên trái, chuẩn là bên trái. Và cái loa của nó đều to bằng nhau. Mặc dù là nó không có 4 loa nhưng mà trải nghiệm sử dụng thì rất là ngon. Về phần giải trí thì mình đánh giá khá là ổn. Và với cái sản phẩm này thì ở nhà mình thường bật Netflix để xem, thì mình thấy rằng là nó cũng đáp ứng được rất tốt cái nhu cầu sử dụng của mình. Và một yếu tố nữa mà mình khen cái sản phẩm iPad mini 6 chính là về phần cam. Cam của em này sẽ có cam sau 12 chấm và cam trước 12 chấm. Thì với cái cam này mình thấy đánh giá là có cái mối cụm cam gần như là chất lượng nhất ở trong những dòng tab ở cùng phân khúc giá rồi. Tại vì chất lượng chi tiết ở phần camera góc rộng trước rất là ngon này, có tính năng follow để có thể là theo dõi chuyển động và focus vào cái mặt của mình. Cam sau thì cũng rất là ổn, nói chung á là chụp tài liệu, thậm chí là chụp ảnh selfie, chụp ảnh phong cảnh các kiểu là ok luôn đấy. Và với một yếu tố nữa mà mình cũng rất là thích iPad mini 6 đó chính là cổng USB Type-C. Trước đây những dòng iPad trước có cổng Lightning cực kỳ là kiểu nó vừa cóp dữ liệu lâu này, nó chẳng có tác dụng tích sự gì. Còn iPad mini 6 với cổng Type-C này, tốc độ khi mà chúng ta cóp file dữ liệu cực kỳ nhanh, và mình có thể kết nối được với những cái ổ cứng di động ở bên ngoài, mình có thể kết nối được với những cái đầu đọc thẻ ở bên ngoài với cổng Type-C, mình có thể kết nối được rất là nhiều các thiết bị hay ho khác mà không cần phải bất cứ một cái adapter, một cái chuyển đổi nào cả. Với cổng Type-C này cực kỳ tiện, và mình hy vọng rằng tương lai iPhone cũng sẽ dùng cổng C, vì đây là một cái tiêu chuẩn của tương lai rồi. Ok, tiếp theo nữa thì mình sẽ nói đến một cái phần, đó là iPad mini 6 thì chúng ta dùng tai nghe gì. Cái này rất là quan trọng này, tại vì thường ấy thì nhiều anh em khi mà chúng ta chơi game bắt buộc chúng ta phải đeo tai nghe. Và con iPad mini 6 này nó không tương tự. Thì con iPad mini 6 không có jack cắm tai nghe 3.5, nên là nếu như các bạn muốn đeo được tai nghe thì mình thường ở nhà nhé, mình sẽ dùng tai nghe AKG Type-C, thì nó tương thích được với iPad mini 6, nghe rất là ổn. Đó, trong tầm giá 200k thì con này quá ok rồi. Hoặc là nếu mà chơi game không dây thì mình phải dùng tai nghe True Wireless, tại vì căn bản pin của em này nó không quá trâu, mình chơi game một lát thôi là mình phải cắm sạc rồi. Nên là nếu như các bạn dùng tai nghe mà thông qua bộ chuyển đổi ấy thì mình thấy nó không ổn định và tốc độ sạc của nó cũng rất là chậm. Nên mình khuyên anh em, một là dùng tai nghe có dây, cổng Type-C như kiểu là AKG Type-C. Hai là các bạn có thể dùng những chiếc tai nghe True Wireless mà dạng gaming, ví dụ như là con Edifier GX07 hoặc là một số con tai nghe gaming đến từ Halo, đến từ Black Shark, mình thấy rất ổn. Đừng có mua mấy con tai nghe gaming giá rẻ,
khoảng tầm 200-300 nghìn gì đấy, delay cực kỳ nhiều. Đó là cái chia sẻ của mình. Nói chung á, là với em iPad mini 6 này sau mấy tháng dùng ấy, thì đối với cá nhân mình rất là happy và mình rất là yêu cái sản phẩm iPad mini 6 này. Thiết kế này, màn hình. Thứ hai đó chính là về hiệu năng của em iPad mini 6 thì mình đánh giá cũng rất là ngon. Và với con iPad mini 6 này thì mình nghĩ rằng là nó đang làm quá tốt cái nhiệm vụ của mình. Thế nên là Apple chẳng dại gì mà update một cái thế hệ mới như kiểu iPad mini 7 đâu. Ít nhất là 2-3 năm nữa thì may ra mới có một cái thế hệ mới. Nên ấy, nếu như các bạn đang trông chờ về con iPad mini 7 thì hãy bỏ đi. Chúng ta hãy mua iPad mini 6 vì khoảng thời gian chờ đợi để có iPad mini 7 thì có những sự nâng cấp về cái phần màn hình, về cái phần pin cực kỳ lâu. Anh em cứ mua iPad mini 6 đi, dùng một thời gian bán lại mình nghĩ rằng nó chả lỗ bao nhiêu. Ví dụ như anh em mua con này giá hơn 12 triệu, anh em dùng khoảng tầm 1 năm bán lại khoảng tầm còn được 10 triệu. Mình đảm bảo các bạn luôn, iPad cực kỳ là giữ giá. Nên là anh em hãy yên tâm nhé. Các bạn nghĩ sao về iPad mini 6? Có bạn nào ở đây đang dùng iPad mini 6 hay không? Đừng quên comment trải nghiệm của các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.